Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay chia sẻ cái câu chuyện liên quan tới những người ở quê mà nhu cầu gần Tết đó quý vị khán giả, thì tất cả bà con xa xứ đều mong muốn trở về quê cùng với cái Tết đầm ấm với gia đình của mình. Tuy nhiên năm nay thì do dịch bệnh kéo dài và tình hình phức tạp ở một số nơi, thì hôm nay có những cái câu chuyện xảy ra ở Thái Bình cũng như là một số tỉnh lân cận khác có câu chuyện là bị khóa cửa trái ở bên ngoài đó quý vị khán giả, cho người cách ly. Có những vùng ở xa giống như là vùng đỏ từ nơi khác trở về quê nhà, thì các câu chuyện này được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người không đồng tình, phản ứng kịch liệt về việc chia sẻ của chủ tịch ở xã này, chủ yếu là ông trưởng thôn ở xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thì qua sự việc phản ánh như vậy thì chủ tịch xã đã dự kiến xin lỗi về vấn đề này. Khi mà lan truyền trên mạng xã hội, khi mà cái cửa ở ngoài bị khóa đó quý vị khán giả, trong nhà có trẻ nhỏ mà nhốt 7 ngày như vậy, thì người dân ở đây cũng có những cái phản ánh. Trưởng thôn cầm cái chìa khóa mà trong nhà của người dân á, là có trẻ nhỏ, người già và những người sinh sống ở trong đó 7 ngày mà không quan tâm tới việc thức ăn, thì những người trong nhà đó chỉ nhờ hàng xóm hỗ trợ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một số nơi là tự nguyện cho chính quyền địa phương khóa cửa trái bên ngoài đó quý vị khán giả. Thực sự cái việc này hết sức là nguy hiểm. Giả sử như trong nhà những người cộng đồng mạng không đồng tình, trong nhà có việc gì thì sao, bệnh hoạn ốm đau hoặc là có những việc cháy nổ thì làm sao thoát ra ngoài được. Thì hôm nay xin mời tất cả quý vị khán giả nghe luật sư cũng như là sự việc xảy ra của một số nơi như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Cụ thể là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình cho hay, vào ngày 17 tháng 1, lãnh đạo địa phương đã họp để xem xét sự việc 4 người trong nhà của bà S, trú tại thôn Cao Bạc Lụ, bị trưởng thôn là ông Phạm Ngọc Thao khóa trái cửa nhốt trong nhà để thực hiện lệnh cách ly 7 ngày. Theo ông Thao là trưởng thôn ở nơi đây, thì cái việc làm của ông thì chắc có lẽ là bị cấp trên mời lên để làm việc. Sau khi xem xét tình tiết thì ông Thao bị kiểm điểm về mặt hình thức, rút kinh nghiệm. Thực sự là bà con cộng đồng mạng vô cùng không có hài lòng về cái vấn đề mà ông trưởng thôn ông tự làm như thế này. Khóa cửa lại rất là nguy hiểm, rình rập ở phía bên trong. Người ta không có cái cửa khác để người ta đi ra, khóa cửa cháy nổ hoặc là trẻ em trong nhà đau ốm bệnh hoạn gì thì làm sao mà đi ra được. Về chính quyền địa phương thì chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cao cho biết ngày hôm nay là ngày 18 tháng 1, chủ tịch sẽ trực tiếp xin lỗi gia đình bà S và toàn thể nhân dân của 10 thôn thông qua hệ thống loa truyền thanh. Tối nay thì anh Nguyễn Xuân B, 38 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng thông tin, chiều qua bố mẹ anh ở Thái Bình đã được mở cửa sau 7 ngày bị giam lỏng trong nhà. Quý vị khán giả biết là trong thời gian gần đây thì những người ở tỉnh xa cũng như là những cái tỉnh lân cận đó, khi mà về nhà thì phải tuân thủ theo cái quy định là cách ly 7 ngày. Tuy nhiên không có cái chuyện mà khóa cửa, thì hôm nay hầu như là cộng đồng mạng phản ứng mãnh liệt về việc ông trưởng thôn khóa cửa trái như vậy, giữ chìa khóa trong suốt 7 ngày mà không thăm hỏi tình hình những người cách ly bên trong như thế nào. Trong suốt 7 ngày, ông trưởng thôn ông không hề đến đó thăm hỏi và không mua thực phẩm hoặc là nhu yếu phẩm, những cái gì cần thiết cho gia đình. Quý vị khán giả thân mến, tại vì ở đây là có hai cháu nhỏ từ Hải Phòng về Thái Bình để thăm ông bà và thực hiện cái nội quy cách ly tại đây, thì không có đi ra khỏi nhà và không tiếp xúc với ai. Thì chúng ta thấy là các tỉnh khác cũng làm như vậy. Nhưng mà hôm nay có đặc biệt là ông trưởng thôn này khóa cửa mà cầm chìa khóa luôn suốt 7 ngày mà không thăm hỏi người ta gì hết trơn, thì thực sự như thế nào? Đó,
Thì sau đó là cũng có nhiều người chụp hình đăng tải trên mạng xã hội, làm cho dư luận trái chiều không đồng tình cái việc giam lỏng. Ở đây có người già, trẻ em, cách làm như vậy của chính quyền nơi đây là không hợp lý. Thực sự mà nói về vấn đề này thì họ vô cùng bức xúc luôn quý vị khán giả, không thể nào làm như vậy. Thì hôm nay luật sư chia sẻ về việc khóa cửa nhà có người ở quê về Tết là sai luật. Đúng là sai, cộng đồng mạng phản ứng quá trời luôn. Luật sư Trương Anh Tú cho rằng dù cho hộ dân đồng ý hoặc là ủy ban giao cho người khóa cổng và giữ chìa khóa để phòng chống Covid là vi phạm quyền tự do đi lại cư trú. Những ngày qua thì gần 30 hộ dân ở một cái tỉnh khác, đó là ở xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa ở Thanh Hóa, được người dân vận động đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng chống Covid-19. Đây là những gia đình có người từ vùng dịch cấp 3, có nghĩa là vùng cam, vùng đỏ, về quê ăn Tết. Chính quyền cho rằng việc này là thực hiện theo nghị quyết 128 của chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, huyện Thiệu Hóa yêu cầu xã mở hết số khóa cửa. Như vậy thì khóa cửa, giả sử như có gì thì làm sao người ta ra được? Theo luật sư Trương Anh Tú chia sẻ, việc khóa cửa nhà dân là sai, thể hiện sự lúng túng, hoảng loạn trong phòng chống Covid-19 tại địa phương, có dấu hiệu vi phạm các quyền tự do cư trú và đi lại của người dân. Trên thực tế thì cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép hạn chế quyền của người dân bằng cách là chế tài hành chính hoặc là hình sự, như là bắt giữ, cấm đi ra khỏi nơi cư trú hoặc là xuất cảnh, tịch thu phương tiện, tài sản, phạt tiền. Luật sư chia sẻ trước giờ trên thực tế là như vậy, chứ đâu có thể nào mà khóa cửa người dân và cầm cái chìa khóa như vậy thì thực sự là không đúng. Và hôm nay luật sư chia sẻ cũng như là cộng đồng mạng lên tiếng về vấn đề này là không phù hợp. Luật sư nhấn mạnh chính quyền địa phương và các luật liên quan, kể cả những điều khoản về tình hình khẩn cấp, chiến tranh vân vân đi nữa, thì cũng không cho phép làm như vậy, không cho phép là khóa cửa của người dân và cầm chìa khóa. Do đó dù việc khóa cửa có được một số nơi là đồng thuận, chính quyền địa phương vẫn không được thực hiện, vì vi phạm nguyên tắc người dân được làm những gì mà pháp luật không cấm, còn cơ quan nhà nước được làm những gì mà pháp luật cho phép. Hơn nữa, biện pháp khóa cửa giữ chìa còn tiềm ẩn nguy cơ, rất là nguy cơ cho người dân về an toàn phòng cháy chữa cháy nè, rồi nhà có bệnh tật ốm đau hoặc là đi cấp cứu thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Lúc đó thì làm sao mà gọi những người cầm chìa khóa tới để đưa chìa khóa kịp. Theo luật sư Tú chia sẻ thì các địa phương cần thực hiện đón người về quê ăn Tết theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ, hướng dẫn của cán bộ y tế, không nên sáng tạo thái quá như vậy. Thực sự mà nói, sau khi mà có những nơi khóa cửa như vậy, 30 hộ vô y hộ, có những nơi đồng tình và tự nguyện đưa chìa khóa cho chính quyền địa phương để khóa cửa. Tuy nhiên ở Thái Bình thì cái nhà của cô S đó là không có đồng tình, mà trưởng thôn tự động khóa cửa và cầm chìa khóa đi mất hút 7 ngày. Thì cái điều này thực sự rất là nguy hiểm cho những người ở trong nhà. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 sắp đến, trong khi một số ca nhiễm tại nhiều địa phương vẫn tăng cao, nhiều địa phương lo ngại bùng dịch sẽ kêu gọi người dân không về nếu mà không cần thiết, như một số nơi Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Sơn La, Quảng Nam. Nói chung là động viên thôi, nếu như một số nơi bị dịch bùng phát như vậy và cái số lượng tăng cao thì cũng kêu gọi thôi, chứ không phải là cấm người dân về quê nha quý vị khán giả. Nếu như có về quê thì chúng ta cũng thực hiện theo quy định là cách ly tại nhà, không tiếp xúc với những người khác, 7 ngày ở trong gia đình của mình thôi, quây quần trong gia đình. Thì đó là cũng cái niềm vui cho những người đi xa xứ về quê, được đoàn tụ với gia đình của mình, người thân sau bao ngày xa cách, thì cái đó có niềm vui quây quần hạnh phúc của gia đình họ. Còn cái việc khóa cửa thì hôm nay chủ tịch xã đã lên tiếng và đồng thời xin lỗi người dân bằng qua loa truyền thông. Như vậy thì chúng ta thấy là cái điều này nó hầu như là không có đồng tình của tất cả những người dân ở thôn đó, cũng như là cái chủ gia đình. Tuy nhiên không hiểu như thế nào mà ông trưởng thôn ổng khóa trái bên ngoài và đồng thời là lấy chìa khóa đi, 7 ngày không đi thăm hỏi người ta. Như vậy ở phía bên trong có vấn đề gì thì làm sao người ta kêu cứu được.
đây là một vấn đề cần những người trong cuộc cũng như là ông trưởng thôn cần có những cái biện pháp phù hợp, chứ không tự ý thái hóa như vậy như luật sư đã chia sẻ. Làm như vậy thì ảnh hưởng cho tới người dân, nguy cơ rình rập nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như trong nhà có cháy nổ hoặc có một cái vấn đề gì đó, bệnh hoạn đi cấp cứu, thì làm sao người ta đi được kịp trong cái thời điểm đó. Thì hôm nay chắc có lẽ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cũng đã xin lỗi, và một số nơi cũng đã thực hiện là không giữ chìa khóa và khóa cửa trái của người dân nữa. Mặc dù là ở Thanh Hóa có một số xã 30 hộ dân đã là đồng tình để cho những người ở chính quyền địa phương đó, quý vị khán giả, khóa cửa, cầm chìa khóa đi. Tuy nhiên thì cái việc này đã là mở cửa hết và không cầm chìa khóa nữa, quý vị khán giả. Sau khi sự cố ở tỉnh Thái Bình, đó là một cái vấn đề mà chúng ta cũng quan tâm. Thì hôm nay tất cả mọi người nghe cái thông tin này, nếu mà về quê mà khóa cửa phía bên ngoài thì rất là nguy cơ. Thì chúng ta hôm nay biết được cái thông tin Phương Văn chia sẻ để bà con khắp nơi nếu mà có về quê thì cũng phòng chống dịch Covid-19 ở nhà bằng cách là cách ly 7 ngày chứ không có khóa cửa nữa ha quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.